Dạ, hello các bạn, kênh Bi Chàng Xe nào của mình tiếp tục làm video mới nha. Hôm nay mình sẽ đi phần Rocket One và để tiếp tục mình đi phần Challenge nha các bạn. Sử dụng nhân vật là Ubisoft Custom kết hợp với lại Theros Mai. Rồi mình sẽ đi là bắt bay Theros Mai nha. Rồi mình sẽ dùng một cái đường đi bằng dịch chuyển nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ vô đây lấy một lá thư bằng vàng nha. Sau đó là mình sẽ tới ngay cái cánh cổng này. Đó, lúc này mình sẽ mở cánh cổng ra và mình sẽ chạy qua đây núp. Đó, lúc này mình sẽ dịch chuyển thành công là cái ông Bolic dày này nha các bạn. Đó, thế là chúng ta dịch chuyển thành công. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên kia. Đó, bên này là có một cái camera nó quét qua nha, nhưng mà chúng ta đi kịp thì đi qua. Rồi chắc chắn sẽ không kịp nha. Bây giờ chúng ta sẽ chờ cho nó đi qua lại các bạn. Đó, chúng ta chờ cho đi qua lại, chúng ta sẽ thời gian là chúng ta sẽ đi lên trên này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy qua đây thật là nhanh. Ok, bắt đầu chúng ta sẽ lên trên này luôn các bạn. Trên này vẫn có một con bolid áo xanh nha. Đó, đây là bolid ù. Bây giờ mình đợi một chút là đợi cho ông đi xuống, mình sẽ băng thẳng lên các bạn. Ok, giờ chúng ta sẽ đi thẳng lên trên đây nha. Rồi, chúng ta lấy cái vàng này, sau đó chúng ta sẽ qua đây thật là nhanh, không thôi là ông dính vô dịch chuyển là ông phát hiện cho mình. Mình sẽ đứng góc này mình núp các bạn. Đó, tức là ông không thấy mình nha, do cánh cửa kia chặn lại. Bây giờ mình sẽ dịch chuyển luôn ông nhà kho này luôn các bạn. Ok, chắc chắn chúng ta sẽ dịch chuyển thành công. Rồi chúng ta sẽ lấy cái khay nha, có một cái khay dưới kia. Đó, chúng ta lấy cái khay, chúng ta sẽ mở được cái cửa dưới bên này được. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục dịch chuyển luôn bolid gầy bên này luôn các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt ngang cái cổng này, sau đó chúng ta mở ra và chúng ta chạy qua kia núp liền ngang. Rồi chúng ta núp góc này cho khỏi bị phát hiện. Ok, thế là chúng ta dịch chuyển thành công. Giờ mình sẽ kết thúc phần bình luận tại đây. Thank you các bạn đã xem và ủng hộ kênh Bim Chàng Xe của mình. Bạn nào thấy hay bạn nhấn comment, like, share, subscribe kênh của mình nha. Ok, thank you bạn, thank you so much. Thank you.
Oops.